Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Moto Vlog, Quân Béo Moto Hà Đông. Ôi bây review cho anh em chiếc Honda Dream Việt dọn lại mới nhá. Nhưng chiếc này mình không bán, xe này là xe của bạn Long Dê. Xe này của bạn Long Dê sắp hoàn thiện. Mùng 1 tháng 8 bạn ấy sẽ về Việt Nam. Và mùng 2 mình sẽ giao xe xuống Thái Nguyên cho bạn ấy. Đây, nổ máy lên cho anh em này. Ổ khóa này, thay ổ khóa 6 cạnh, hỏi xem bạn ấy thích không, mình tặng luôn ổ khóa 6 cạnh luôn. Đồng hồ là sử dụng đồng hồ Honda Dream nhá. Honda Dream con này là Uma Racing lắp chuẩn cho Honda Dream Việt. Đấy. Đây các bạn thấy không? Thì nhiều lựa chọn cho anh em lắm. Đây, anh em có thể lên đèn pha G-Pass này, xi nhan LED các thứ, nếu mà anh em lên full bạn lên để đến tầm này thôi. Máy mình vừa mới sơn xong làm lại tổng thành máy cho khách này. Chìa máy á. Chiếc này là chiếc mình đã dọn lại cho bạn ý, nhưng dọn theo phong cách, không phải phong cách là dọn zin, mà vừa dọn vừa nâng cấp đồ luôn. Toàn bộ dàn máy, khung sườn, thụt thiếc các thứ, bán chân các thứ là sơn lại mới hết, sơn gom lại mới, giữ lại nguyên đồ zin của bạn ý. Chỉ thay mỗi là đôi thụt trước thôi, với cả thay cái mayo để làm gì, để lên đĩa. Và sau đấy là tiếp theo nữa là gì, là thay bô này, thay thụt sau này, rồi là sơn xi này, làm máy này, mạ ốc này. Rồi không, bộ tem này sẽ không tính tiền được khách đâu nha anh em nhé. Dán như này, đây, dán như này còn cảm giác còn được rồi. Đấy. Ok, hôm nay mình sẽ review cho anh em chiếc xe này nhá, xem lên những cái đồ chơi như thế nào. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên là về chế độ dọn xe của mình thì mình nói qua chút cho anh em nào chưa biết thì sẽ tham khảo. Tương về máy là mình bảo hành 1 năm, nước sơn mình bảo hành 2 năm. Đấy, cả sơn xi rồi tất cả đồ gom mạ các thứ đều bảo hành hết cho anh em. Đấy, tổng thành máy bảo hành 1 năm, máy ngon. Đấy, đại loại thế. Anh em có thể trong quá trình làm anh em có thể nhấc ra hạ xuống rồi anh em kiểm tra các thứ thoải mái các bạn. Đấy, trong quá trình làm. Còn đồ những cái đồ lên xe thì mình đều báo giá khách trước khi làm. Vành thì có nhiều lựa chọn cho anh em, như vành thì anh em có thể chơi Excel này, anh em có thể chơi Racing Boy này, anh em có thể chơi Dale Thái Lan này, với cả mấy cái hãng vành của Thái Lan nữa. Thì con này là vành mình khách sử dụng, vành màu đen Dale Thái Lan, một cặp nó rất là rẻ, hầm triệu tí thôi. Đấy, tiếp theo nữa là Mayer, thì mình sử dụng cái Mayer của bản quay có đĩa để làm gì, để lên đĩa cho bạn ý. Đấy, tiếp theo nữa thử sử dụng nguyên bộ, nguyên combo luôn, cả thụt trước của quay, heo đĩa của quay lắp chuẩn như zin, không cần độ chế cháo gì, và chúng ta chỉ lên đĩa cho Dream. Thì cái bài này mình thấy là hợp lý nhất này. Đấy, nhưng mỗi tội là sẽ phải khoe ra, không lắp yếm lắp biếc thì để khoe cái bộ này ra, còn lắp đi vào thì thoải mái nha anh em. Nhưng lắp vào thì nó khoét nhựa và nó không khoe được cái bộ pen kéo này. Đây là bộ pen kéo của con Honda Vision. Đấy, anh em mua về có thể làm. Đấy, pen kéo Honda Vision. Đấy, vẫn sử dụng tay zin nhá. Đây, vẫn sử dụng tay zin. Nhưng mà kéo đây, các bạn nhìn này, nó kéo cần này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Đấy, và dùng là phanh đĩa luôn. Đấy. Thì con này là mình sơn hết toàn bộ xe, sau đấy là thay được cái đèn pha, cái nắp hậu, nắp xi nhan, nắp hậu.
có nhiều cách để anh em chơi. Nếu anh em đã lên độ này thì các bạn có thể nghiên cứu cái đèn LED di tầng, đèn LED 2 tầng của Zipat hoặc là Cyan LED của Oslam. Đây là chiếc xe của Long Dê phản quang dán đây. Thì chiếc này thì mang phong cách kiểu trẻ, nó chơi hơn so với một chiếc Dream Zin, giống như kiểu Honda Rebel ấy anh em. Honda Rebel Zin thì nó nhìn trông nó khá là cứng cứng chuỗi, nhưng mà độ lên thì nó lại rất là ngầu, hợp với cả các bạn 18, 19 tuổi luôn. Những idol, những bạn top top hay là những bạn thích kiểu phong cách ngầu lòi của Harley thì chỉ cần vài chi tiết độ là nó đã lên rồi. Thì chiếc xe này cũng vậy, trông nó sẽ trẻ trung hơn, trẻ trâu hơn, có thể gọi là trẻ trâu hơn cũng được. Thì lên những cái như ở Mobin MSD này, MSD này, Mobin MSD này, cổ là chơi cổ Titan uốn. Đấy, cái đoạn chuyển này, đoạn chuyển, bô thì sử dụng là bô 2543. Đây, nổ cho anh em nghe con 2543 mẫu cũ. Thì giữ zin này anh em, mạ lại này, những cái báng chân báng trước này giữ zin này, nhưng mà thụt thì là chủ xe là không thay cái thụt zin nữa, và bạn ấy đi thụt ISS. Con này ISS Hybrid, con này ISS Hybrid khá là ok, êm cứng chắc chắn. Vành thì sử dụng vành nhôm, nhưng mà lốp thì vẫn đi lốp zin chứ không đi Michelin. Và cái này là cá nhân hóa của chủ xe nhá, tùy cái lựa chọn của chủ xe. Mình có sẵn Michelin size 50-60 lên cũng rất là đẹp, nhưng mà chủ xe thích là đi cặp lốp Inu, Inu của Inu Zin nguyên bản. Trong chiếc xe này ấy, thì thật sự là cá nhân mình đang cần chỉnh một vài cái chi tiết nhỏ như là cái ổ khóa. Mình muốn lên ổ khóa luôn, ổ khóa 6 cạnh ấy, gọi là ổ khóa 6 cạnh, kèm với thêm là cái nắp công tắc. Mình sẽ tìm cách thay. Và tiếp theo là cái logo, hai cái logo này, cái này thay. Đấy, sẽ đẹp hơn. Tiếp theo nữa là xem con ốc mâm điện này, mình sẽ thay luôn bằng con ốc titan luôn. Tiếp về mình sẽ làm nốt. Thì cái này thì hôm nay là mới là 27, thì hôm nay đúng 27 tháng 7 đây, ngày thương binh liệt sĩ đây. Thì mình sẽ còn vài chi tiết chỉnh chọt nữa, nhưng mà tổng thể là gọi là ok rồi. Máy móc các thứ ngon lành, mọi thứ ngon lành, vận hành rồi, đi trước các thứ ngon lành. Nhưng mà sẽ còn chỉnh chọt thêm một vài chi tiết nữa. Để làm gì? Để kịp 30 tháng 7 này sẽ hoàn thiện xong. Và chờ đến ngày mùng 2 là sẽ đi giao xe khách ở Thái Nguyên. Đấy, chiếc xe này là dọn cho em trai đi Đài Loan về. Mùng 1 tháng 8 là em trai sẽ về đến Việt Nam và đi về thẳng Thái Nguyên luôn. Và sau đấy là mùng 2 mình sẽ xuống rồi mình giao xe. Dây dầu thì mình sử dụng dây dầu Morin Thái Lan, hàng chính hãng của Thái Lan thôi. Đấy. Cái đồng hồ này rất là hay nhá, lắp chuẩn như zin luôn. Ngày xưa thì anh em muốn lên cái đồng hồ này ấy, khi mà chưa có cái loại Uma hay là Koso đấy, thì anh em sẽ phải mua những con Uma hay Koso của những con đời của Xi 2010 là nhiều nhất. Thì mua về xong làm lại bợ, chế lại bợ để lên con đồng hồ. Nhưng mà bây giờ không phải lo nữa, chiếc đồng hồ này đã có sẵn luôn cho anh em pop and play, tháo ra lắp vào rất là nhiều chế độ này, báo giờ này, odo này, bình này, cái chỗ này là báo bình này, chỗ này báo xăng này. Đấy, đang mới thay cái đồng hồ mới đấy, được 1 km này anh em. Đó, số này, xi nhan này, đây còn có này, còn cả báo dầu này, pha cốt luôn. Đấy, pha cốt luôn, xi nhan này. Đấy, tiếp theo nữa là top gear này, số 4 này, lên số 4, không có 123 mà lên hẳn số 4 luôn. Con này là đồng hồ chính hãng của Uma Racing nha anh em nhé, chính hãng của Uma Racing. Thì cái này mình có nhiều bài dọn lắm, nhiều anh em sẽ bảo là ôi dọn con này thì vẫn chưa đạt, vẫn chưa đẹp thế này kia. Thì nói thật anh em là do tùy tài chính của mỗi người mình sẽ dọn. Như anh em có nhu cầu lên đĩa, lên heo, lên cả vành vành Racing Boy, hay là vành của Takegawa, hay là mấy cái vành hẳn XL xịn luôn của Nhật, hai bản mà hai chân nan luôn mình cũng có. Đấy, cái này thì đều có thể đặt được hết, hoặc là đĩa, hoặc là heo Brembo. Nhưng mà khuyên thật anh em, với con zin này thì đừng lên đĩa sau. Mình thấy bà cá nhân là chỉ lên đĩa trước thôi là đã đẹp lắm rồi, còn lên đĩa sau thì hơi bị nặng xe ấy. Đấy, còn
cá nhân mình thì mình thích là thụt thì mình chơi ô long hơn, nhìn con ô long nó ngầu lòi hơn đấy. Nhưng ô long đắt hơn con này rất là nhiều, đắt hơn khoảng tầm 10 lần thôi anh em. Đắt hơn khoảng 10 lần thôi. Còn về dàn ốc titan thì tùy lựa chọn, rất là nhiều lựa chọn cho anh em có thể chơi. Một anh em thích màu, thích ốc titan thì anh em chơi ốc titan, còn không thì các bạn có thể chơi là cái gì, ốc salaya cũng được, rất là đẹp luôn. Cổ salaya hoặc cổ titan không lên màu cũng đẹp. Đấy, đấy là tùy lựa chọn, tùy cách chơi của mỗi người. Hay là MSD anh em có thể thích là khoe cái MSD ra đây cũng được, hoặc khoe lên trên, hoặc khoe ở bất kỳ như nào thì chúng ta chỉ cần làm pass thôi. Đây là chủ xe là giấu kín bên trong luôn. Đấy, chỉ lộ mỗi cái mô bin sườn này ra thôi, rất là đẹp. Đấy, chơi đấy là cá nhân hóa của mỗi người. Đây là bạn Long Dê bạn thích như này thì lên theo phương án này. Và nếu anh em có những yêu cầu cao cấp hơn hoặc những yêu cầu khác thì cứ liên hệ mình, bên mình nhân viên hay là mình sẽ tư vấn, sẽ lên cho anh em cái gì hợp lý thì mình sẽ báo với các bạn và giá làm là bao nhiêu. Còn nếu mà anh em mà cảm thấy không hợp lý thì các bạn có thể không làm, đấy là quyền lựa chọn của các bạn. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Có nhu cầu dọn zin dream hay là dọn độ dream way liên hệ mình nhá. Hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Bye bye các bạn.